không xù lông, không ra màu nha các chị. Bao mặt cho các chị 3 năm vẫn vừa nha. 3 năm bao mặt vẫn vừa. Đây, chỉ duy nhất mẫu này là bên em đang sale có size tới 35kg luôn nha các chị nha. Mã số 2, từ 8 đến 35kg, lẻ 60.000 một cái các chị. Rồi ai lấy mẫu này comment em mã 2 các chị nha. Mã 2 từ 8 cho đến 35kg mã số 2. Đây có 5 màu cực kỳ đẹp luôn các chị thấy không? 5 màu như trên tường nha các chị nha. Đây, màu đen, màu trắng, màu hồng. Đó, đầy đủ cá tính ở trong này luôn nha các chị nha. Đầy đủ luôn. Các chị mặc không đẹp trả lại cho em, không đẹp trả lại cho em luôn. Đây, không xù lông, không ra màu nha các chị. Vải này là thun có tông co giãn mã 2. Ai lấy mã 2 comment với em mã 2 cộng số ký số điện thoại, mã 2 cộng số ký số điện thoại nha các chị nha. Các chị mua giá này là cực kỳ rẻ luôn các chị, 5 cái chỉ có 200 ngàn thôi. Rất là rẻ luôn. Mẫu này là mát nhất trong các loại vải luôn các chị. Đây ha, màu vàng các chị rất là dễ thương ha. Màu vàng, màu đen, 60 ngàn một cái, 5 cái giá chỉ còn có 200 ngàn thôi các chị. Chị nào mua nguyên một set combo 5 cái còn có 200 ngàn thôi. Mã số 2 nha các chị nha. Mã số 2, một cái 60 ngàn. Đây, mẫu này là chị nào không mua là tiếc lắm luôn. Mẫu này em có size từ 8 đến 35kg. Mẫu này là từ 8 đến 35kg, mã 2. 5 cái 200, 5 cái 200 cực kỳ rẻ luôn nha các chị nha. Không mua là tiếc lắm luôn. Mẫu này ha các chị ha, cực kỳ đẹp luôn. Rất là mát nha các chị. Chỉ riêng mẫu này là bên em có size từ 8 đến 35kg. Các mẫu khác là chỉ có tới 20kg thôi nha các chị nha. Các mẫu khác em không có 35kg đâu. Cho nên là chị nào đặt thì comment với em. Từ 8kg, từ 7-8kg là có size rồi nha các chị nha. Từ 7-8kg cho đến khoảng 35kg là mặc được. Đây, bảng màu cực kỳ đẹp luôn các chị thấy không? Màu vàng nha các chị, màu vàng nha, màu hồng. 60 ngàn một cái, 5 cái 200 nha. Màu đen nha các chị, màu đen ha. Màu cam. Đó, 5 màu giống như trên tường nha các chị, 5 cái chỉ có 200 ngàn thôi. Chị nào lấy comment với em mã 2 cộng số ký số điện thoại, 60 ngàn một cái. 60 ngàn là giá sale rồi nha các chị nha. Bình thường các chị mua một cái này ở trong siêu thị là khoảng 150 ngàn một cái. Các chị đi vào siêu thị các chị mua đi. Các chị vào siêu thị các chị mua là 150 ngàn một cái. Nhưng shop em sale các chị còn 60 ngàn thôi. Chị nào mua một combo 5 cái là giảm được còn chỉ có 5 cái 200 ngàn thôi nha các chị nha. Rồi Mai Lê em thấy chị nè. Rồi chị nào lấy mẫu này comment với em mã 2 á chị, cực kỳ rẻ luôn. Mã 2 5 cái 200, size từ 8 cho đến 35kg mã số 2. Đây 5 cái chỉ 200 ngàn thôi, mua rất là rẻ luôn các chị, giá rất là hời luôn ha. 5 cái chỉ 200 ngàn, 5 cái 200, 5 cái 200. Đây mẫu này là đầm body nha các chị, chưa thấy cái đầm nào mà đẹp mà rẻ như thế này các chị. Mẫu này là thuộc dạng ngon bổ rẻ đó các chị, không mua là tiếc lắm luôn. 5 cái chỉ 200 ngàn thôi, bằng một bữa ăn sáng của nhà. Đó, bằng một bữa ăn sáng mua được 5 cái đầm cho con. Thì tội gì mà không mua cái chị, cực kỳ rẻ và cực kỳ đẹp luôn. Mẫu này cực kỳ đẹp luôn. Áo dài con công 180 cái chị đẹp. Rồi, các chị ai đặt mã 2 nhanh tay comment với em mã 2, 5 cái chỉ 200 ngàn thôi. Size từ 8 đến 35kg nha các chị nha, từ 8 đến 35kg. Bảng màu thì cực kỳ đẹp luôn. Bảng màu này là cực kỳ đẹp luôn các chị, màu đen, màu vàng nè. Đó, màu hồng nha các chị nha, màu hồng. 5 cái 200 mã 2 các chị, từ 8 cho đến 35kg. Ai lấy comment với em mã 2 cộng số ký số điện thoại, mã 2 cộng số ký số điện thoại nha các chị nha. Áo dài đỏ phía sau bao nhiêu? Áo dài bé trai 160, bé gái 180. Đây hình con công cực kỳ đẹp luôn nha các chị nha. Áo dài bé gái màu đỏ là 180.000. Đây. Đây của bé gái là có 4 màu nha các chị. Giá mẫu này là em có size từ khoảng 10 cho đến 20kg. Màu đỏ, màu hồng nha, 180.000, chất liệu là gấm nha các chị, có kèm theo cài tóc luôn. Đây. Đây chân váy là chân váy lưới mềm nha các chị. Lưới này là cực kỳ mềm luôn ha các chị ha. Lưới mềm. Rồi em có 4 màu nha, áo dài bé gái em có 4 màu nha. Là màu đỏ, màu hồng, màu vàng và màu hồng đậm nha các chị, 4 màu. Giá là 180.000 áo dài nha, mã số 3 nha. Ai lấy áo dài thằng Mỹ với em nha. Áo dài là mã 3. Áo dài mã 3 nha các chị. Áo dài mã 3 có 4 màu nha, bé gái là 180. Size từ 10 đến 20kg, bé trai là 160 nha. Rồi ok Yến Phương mã 2. Sĩ inbox cho em hết nha các chị nha. Sĩ inbox cho em. Rồi mẫu này mã số 3 180.000 một cái nha các chị nha. Mã số 3 là 180.000 một cái, có 4 màu nha, màu hồng đậm. Tất cả đều có kèm theo cài tóc nha các chị nha, tất cả đều kèm theo cài tóc. Rồi,
Màu hồng đậm, màu vàng, màu đỏ nha các chị, từ 10 đến 20 kg ha, màu đỏ và màu hồng nhạt. Đây, giá là 180 ngàn một set nha các chị. Ai lấy mẫu này comment với em mã số 3 cộng màu cộng số ký số điện thoại. Mã 3 cộng màu cộng số ký số điện thoại các chị nha. Mã số 3 là của bé gái, áo dài bé gái nha. Mẫu này là mã số 3. Đầm body 5 cả 200 nha chị Nguyễn Bé nha. Đằng sau, đầm body đằng sau 5 cả 200, lẻ 60 ngàn chị ơi. Thùy Dung lẻ 60 ngàn. Rồi mẫu này mã 3 các chị. Đầm body là mã 2 giúp em nha. Đầm body là mã số 2 giúp em. Đầm body mã số 2, 5 cả 200, 5 cả 200. Size từ khoảng 8 cho đến 35 kg, 5 cả 200, 5 cả 200 nha. Giá này là giá cực kỳ hời luôn các chị, rất là rẻ. Hàng này là hàng ngon bổ rẻ đó các chị. Hàng này không xù lông, thun cốt tông co giãn. Đây ha. Các chị, hàng này là hàng thun cốt tông co giãn, hàng độc quyền của nhà em. Mẫu này cực kỳ đẹp luôn. Hàng này là hàng thun cốt tông co giãn không xù lông nha các chị, bao mát cho các chị luôn. Vải rất là dày dặn, có xẻ tà, nhìn rất là modern ha các chị ha. Mẫu này rất là đẹp luôn các chị, không mua là tiếc lắm luôn. 200 ngàn chỉ còn có 5 cái, chỉ còn có 200 ngàn thôi các chị. 5 cái 200. Ai lấy mẫu này comment với em mã 2. Các chị được mua nhiều size khác nhau nha các chị nha. Được nha chị Đặng Hiền. Rồi, áo dài màu đỏ ok Nguyễn Xuân Lan này, chị cho em số điện thoại nha. Áo dài, ai lấy áo dài comment với em mã 3. Còn mẫu này là mã 2 nha các chị. 5 cái 200 mã số 2. Đây bảng màu cực kỳ đẹp luôn, các chị thấy ở trên tường không? Đấy, rất là đẹp luôn các chị. Bảng màu này là bảng màu đẹp nhất từ xưa tới giờ mà em bán luôn. Cực kỳ đẹp luôn ha. Có cả màu tím nữa các chị. Bữa trước là em bán có màu tím nữa. Đợt này về là màu này. Đây. Đợt này về màu này, nó cứ đổi màu liên tục. Đây 5 cái 200, 5 cái 200, chị nào lấy thẩm mỹ với em nha. 200k 5 cái luôn nha chị Cưng Nguyễn nha. 200k 5 cái, chị nào lấy thẩm mỹ với em số điện thoại các chị ơi. Em thấy có nhiều chị không để lại số điện thoại nè các chị. Không được receipt với các chị nha, ship các chị trả nha. Mẫu này bên em bán sale rồi, không có receipt với các chị nha. Rồi các chị nào đặt đồ để lại số điện thoại giúp em. Mã 2 cộng số ký số điện thoại nào. Từ 8 đến 35 kg. Mẫu 2 nha, mã 2, 5 cái 200, 5 cái 200, lẻ 60 ngàn. Nói nhiều quá không chú hà. Rồi ok các chị, em thấy các chị comment mà các chị. Có nhiều chị chưa để lại số điện thoại các chị nha, nhớ để lại số điện thoại giúp em. Chị nào chưa để lại số điện thoại, bây giờ bắt đầu comment số điện thoại giúp em. Áo 17 kg mặc vừa nha Hương Duy nha, mẫu này. Đầm body nha các chị, size từ 8 kg đến khoảng 35 kg. Từ 8 đến 35 kg, 5 cái 200, 5 cái 200. Chị nào lấy thì comment giúp em nha, bảng màu cực kỳ đẹp luôn, không xù lông, bao mát luôn. Ok Phương Thảo, ok là các chị cứ để lại số điện thoại và mã nha. Các chị cứ để lại mã cộng số ký số điện thoại là bên em sẽ tự động chốt đơn cho các chị ha. Bên em sẽ tự động chốt đơn luôn. Rồi các chị, mẫu này ấy chị nha. Mẫu này 5 cái 200, size từ 8 đến 35 kg. Chị nào lấy thì comment giúp em. Bán hàng phải nói nhiều chứ chị, bán hàng không nói nhiều không gọi là bán hàng. Rồi mẫu này mã 2, 5 cái 200, 5 cái 200, lẻ 60 ngàn một cái các chị. Em vẫn đang trả lời các chị rất là nhiều. Em thấy comment của các chị hết nhưng mà chưa đọc được hết thôi các chị ơi. Bích Ngọc ok nè, Nguyễn Thị Bích ok nè. Mã 2, 5 cái 200, cộng số ký số điện thoại các chị nha. Rồi mã 2 cộng số ký số điện thoại, 5 cái 200, 5 cái 200, rất là rẻ luôn các chị. Mẫu này là body thun cốt tông, size từ 8 đến 35 kg. Vải thun cốt tông chị. Đây ha, nhìn là biết rồi các chị ơi. Vải này là thun cốt tông cực kỳ đẹp. Chị nào đã từng mua hàng xịn, hàng sang đều rất thích những cái mẫu này. Tại vì nó rất là mát các chị. Giá này ở trong siêu thị bán khoảng 150 ngàn một cái, 150 ngàn một cái ở trong siêu thị. Đây, shop em là độc quyền mẫu này các chị, shop em độc quyền mẫu này. 5 cái 200 ngàn cho chị nào chia sẻ livestream thôi, cực kỳ rẻ luôn. Rồi ai lấy mẫu này comment với em mã 2 nha. 25 kg mặc vừa nha chị nha. Hà Phan thấy chị nè, ship 30 ngàn tiếp xuân ơi. Bán lẻ 60 ngàn một cái, thật ra các chị không nên mua lẻ, các chị mua lần 5 cái thì sẽ có lợi hơn. Bán lẻ là 60 ngàn một cái, đây. Lẻ này là 60 ngàn một cái các chị. 60 ngàn vẫn rẻ hơn ở trong siêu thị bán nha. Đó, vẫn rẻ. Rồi mua ở bên em là hàng ngon bảo rẻ các chị, 5 cái 200. Cho các chị xem hàng trước khi nhận luôn nha các chị nha, yên tâm. Cực kỳ đẹp luôn, combo 5 cái 200. Chị Nguyễn Thị Hà cho để lại số điện thoại nè. Một mẫu thôi nha chị Đinh Thanh Huyền. Một mẫu 5 cái 200, 5 cái 200 nha. Một mẫu 5 màu. Đây, các chị có quyền lựa size nha các chị nha. Các chị có quyền lựa nhiều size khác nhau, nhưng lấy giùm em một mẫu 5 cái 5 màu giúp em nha. Rồi 5 cái 200, 5 cái 200 lẻ là 60 ngàn một cái.
Hàng bữa nay Tết lên cực kỳ luôn mà nhà em vẫn bán giá cực kỳ rẻ luôn các chị. Các chị mua được mẫu này 5 cái 200 là cực kỳ hời luôn các chị. 5 cái chỉ có 200 ngàn thôi. À, chị Cưng Nguyễn ship về Hội An 30 ngàn, các chị ship tỉnh đồng giá 30 ngàn nha. Ok, Huyền Thư nè, Nguyễn Phương Thảo, Phạm Thanh Uyên, Lê Úc. Các chị cứ để lại mã 2 cộng số ký số điện thoại là bên em có người tự động chốt đơn với các chị. Không cần phải em chốt đâu, có người tự động chốt đơn hết đó các chị ơi. Rồi ok, Chí Trần nè, hai cái 120 nha các chị nha. Chị nào mua hai cái 120 nha. Rồi ok các chị, mã số 2. Mã số 2 5 cái 200, 5 cái 200. Chị nào lấy comment về mã 2 ha. Tiếp theo là mã số 4. Mã số 3 là áo dài hình con công cho bé gái nha. Ai lấy mẫu này comment với em mã 3 nha các chị nha. Size từ 10 đến 20 kg, mã số 3 có 4 màu. Mã số 3 nha. Mã số 3 4 màu nè. Màu đỏ. Màu đỏ, màu hồng nha. Mẫu này là áo dài của bé gái mã số 3. Size từ 10 cho đến khoảng 20 kg. Mã số 3 màu đỏ, màu hồng. Màu hồng nhạt, màu vàng các chị. Tất cả đều kèm theo cài tóc hết nha các chị nha. Đây, mẫu này là mã số 3 nha. Mã số 3 cộng màu cộng số ký, số điện thoại. Mã số 3 là 180 ngàn một set. Đây các chị, mã số 3 là 180 ngàn một set. Áo dài cho bé nha các chị nha. Đây, mẫu mã số 3 là áo dài của bé gái nha. Có 4 màu nha. Hồng đậm, hồng nhạt, màu đỏ, màu vàng. Mã số 3. Ai lấy mã 3 comment em mã 3. Size từ 10 đến 20 kg mã số 3. Giá chỉ có 180 ngàn thôi. In hình con công cực kỳ sang luôn nha các chị nha. Cực kỳ sang luôn. Hình con công là xu hướng của năm nay, cho nên là chị nào mua hình con công là đúng rồi đó các chị. 5 cái. Mã số 2 5 cái 200 là đầm body phía trên các chị nha. Lưu ý giúp em mã 2. Chị nào lấy đầm body comment với em mã 2 nha các chị nha. Mẫu này là mã số 3. Một cái là 180 ngàn mã 3. Mã 3 là từ 10 đến 20 kg các chị. Em có 4 màu ha. Màu đỏ, màu hồng, màu vàng. Đây, mã số 3 cực kỳ đẹp luôn. Chị nào lấy mẫu này comment với em mã 3 nha các chị nha. Mẫu này là mã số 3 áo dài bé gái. Giá là 180 ngàn một set. Gồm áo dài, chân váy và cài tóc luôn. Áo dài không có mẹ và bé các chị. Rồi ai lấy mẫu này comment em mã 3 các chị nha. Đây, mã 3 cộng màu. Màu này là màu hồng đậm nè các chị. Mã 3 cộng màu cộng số ký số điện thoại nha. Mẫu này là hình con công, giá là 180 ngàn một set. Cực kỳ đẹp luôn các chị. Có kèm theo cài tóc luôn nha, mã 3. Đây, có đính hột ngọc trai ở trên đuôi con công luôn. Mẫu này là đang là mẫu hot nè các chị, rất là đẹp luôn ha. Mẫu này 180 ngàn mã 3. Size từ 10 cho đến ok nè, ok các chị nè. Chiều vương diễm vàng. Áo dài này em chỉ có size tới 20kg mã số 3 thôi nha các chị nha. Ai lấy áo dài này comment với em nha. Từ 10 đến 20kg mã 3 cộng màu cộng số ký số điện thoại. Rồi mã 3 nha các chị. Tiếp theo là áo dài bé trai mã 4 nha. Mã 2, mã 2 15kg có nha chị Loan Nguyễn nha. Rồi mã 2 này 5 cái 200, 5 cái 200. Size từ khoảng 8kg đến 35kg mã số 2. Ai lấy mã 2 comment với em mã 2 nha các chị nha. Body 17kg có nha. Thanh Mai mã 3 hồng nhạt, ok chị Thanh Mai nè. Rồi Tiến Khang, ok Tiến Khang nha. Các chị mẫu này em có size từ khoảng 8 đến 35 kg mã 2 các chị nha. Đây, bảng màu cực kỳ đẹp luôn. Vải này là thun cốt tông co giãn không xù lông các chị. Thun cốt tông co giãn không xù lông, không ra màu luôn nha các chị nha. Mặc bao xinh bao đẹp luôn. Bé mà mặc không xinh trả lại cho em các chị. Về nhận hàng không ưng là trả lại. Nhận hàng không ưng trả lại cho em. Rồi mẫu này các chị. Mẫu này là mã số 4. Mã số 4 là áo dài bé trai.